hello xin chào tất cả các bạn các bạn ơi không biết là các em đã có thể lên xem phần livestream ở trong buổi tối ngày hôm nay à, chị xin lỗi buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với chị chưa Nhưng hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi nếu như các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé được không Xin chào các bạn, xin chào Minh Phương Đã khá là lâu rồi thì chị Hiên mới phát trực tiếp ở trên fanpage đúng không? Ừ, ok, xin chào các bạn Chị chào em nhá Ok, xin chào Tiến Đạt, xin chào em Ok, xin chào Mạnh Xin chào các bạn ừ, Xin chào Khánh Linh, xin chào em Ok xin chào Thanh Tâm Xin chào em ca gửi con tình yêu Ok xin chào Huyền Trang Xin chào em tình yêu các bạn thân mến ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này À, chị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn về một bài văn để các bạn có thể tham khảo trong cái quá trình mà các bạn viết những cái bài văn ở trong chương trình ngữ văn lớp 12, được không ạ? Không biết là bây giờ thì các bạn của chị đang mong muốn là chị Hiên có thể chia sẻ về uh, tác phẩm nào, bài văn về tác phẩm nào hay là về đề bài nào? Các bạn hãy để lại cái yêu cầu của mình ở đây nhá. Và chị xem xem là ngày hôm nay bài nào được yêu cầu nhiều nhất thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá ok không uhm, xin chào các bạn xin chào thùy linh xin chào em hãy nhanh chóng chia sẻ phần livestream này nhé bởi vì rất có thể là sau khi livestream kết thúc là chị hiên sẽ ẩn cái phần livestream này đi đấy thế nên để tiện cho cái việc là chúng ta có thể xem lại những cái phần phát trực tiếp như vậy để tham khảo thì các em hãy share phần livestream này giúp chị nha được không ok xin chào thảo trang xin chào em nào các bạn ơi Đến giờ rồi, chúng mình cùng nhau vote nào Chúng mình cùng nhau vote nào Ok, xin chào Minh Huế Xin chào em Các bạn đang muốn lắng nghe uh, Một cái bài văn mộ tham khảo Về tác phẩm nào À, Việt Bắc à Ok, rồi chị xin chào Chị chào Mai nhá Ok, ok, rất là nhiều bạn đã Để lại cái phần bình luận của mình Ở đây là chị hãy chia sẻ Về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu đi Đúng không nào ok đáp ứng nhu cầu thôi như chị đã nói cùng với các bạn rồi đó là các em cứ đưa ra yêu cầu và chị sẽ là người đáp ứng cho các em mà à, thanh liên ơi ở buổi trước thì chị đã chia sẻ một cái bài phân tích về tác phẩm tây tiến của nhà thơ quang dũng rồi nếu như mà được thì em có thể xem lại phần livestream đó giúp chị nhá cả ngày hôm nay thì hà nội mưa không dứt một phút nào các em ạ mưa từ sáng cho đến bây giờ không biết là ở chỗ các bạn thì đang mưa hay nắng hiện tại thì lũ này bão này đang đổ dồn về miền trung đúng không mảnh đất miền trung thân yêu của chúng ta đang phải gồng mình lên để chống lại bão và lũ và hy vọng rằng là mong rằng là miền trung sẽ bình an để vượt qua những cái cơn bão có đủ sức mạnh để vượt qua cơn bão và đợt lũ cực kỳ là mạnh đợt này rồi ừ, xin chào các bạn không biết là có bạn nào ở đây ở khu vực miền trung hay không Ok, chị sẽ chia sẻ với các bạn về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu nhé. Được không nào? Các bạn 2K2 đang xem phần livestream này hãy nhớ rằng là cuối tuần này chị có một cái buổi tri ân các bạn, một cái buổi gặp gỡ cùng với team chị Hiên ở Hà Nội vào ngày 18 tháng 10. Hãy nhớ thông tin đó nhá. Được không nào? Các em hãy đăng ký vé, nhận vé online nhá. Ok không? Rồi. Được không ạ? À? <laughs> Đậu quân sự rồi vẫn đam mê học văn chị Hiên à. Cảm ơn em rất nhiều. Nhớ điều đó nhá. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng với nhau nha. Nào, mở cuốn sổ thần kỳ của học văn chị Hiên ra nào. Cuốn sổ tay văn học và chúng mình sẽ cùng với nhau. À, chúng mình sẽ cùng với nhau. Chia sẻ về sổ tay văn học chia sẻ về tác phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu các bạn nhá. Ok. Chúng ta có một cái đề bài đó chính là phân tích bốn câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Ok không ạ? À? Nhá. Chúng ta sẽ có bốn câu thơ đầu như sau. Đây ạ, à, ở trong cái cuốn này ấy thì ở cái phần cuối chúng ta có một cái phần mở bài và có một cái phần kết bài. Chị sẽ dựa vào cái phần đó để làm cái phần mở bài cho chúng mình nhá. Ok không các em? Đây ạ. À, trong cái cuốn này thì chúng ta có một cái phần mở bài và một cái phần kết bài ở phần cuối này chúng ta sẽ xem cái phần này trời ơi bài việt bắc dài quá phân tích hết cả luôn dài kinh khủng khiếp rồi đây là những cái phần liên hệ mở rộng các bạn ạ đây ok chúng ta có một cái mở bài như thế này có một nhà thơ đã từng tâm sự tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình đã viết về đất nước về nhân dân của mình như nói với người đàn bà mình yêu có một nhà thơ cũng đã từng khẳng định, thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng. Nhà thơ đó không ai khác ngoài Tô Hữu. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Tô Hữu đã để lại cho nền cho văn đàn Việt Nam rất nhiều những áng thơ hay, một trong số đó không thể không nhắc tới, đó là bài thơ Việt Bắc. Bài thơ này được coi là khúc tình ca chính trị, được đánh giá là một trong số những tác phẩm xuất sắc nhất của đời thơ Tô Hữu. Và để lại ấn tượng với độc giả, đó là 8 câu thơ đầu tiên, khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở. Ok ông nào? Nhá, thì đây là cái phần mở bài của chúng mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái phần thân bài nhá. Ở trên này, trong cái phần thân bài thì bao giờ chúng ta cũng phải nêu ra cái hoàn cảnh sáng tác trước đúng không? Thì ở trong cái hoàn cảnh sáng tác này các bạn có thể nêu như sau này. Việt Bắc được tố hữu sáng tác vào tháng 10 năm 1954, ngay sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa kết thúc thắng lợi, các cơ quan trung ương đảng của chính phủ, cơ quan trung ương đảng và chính phủ rời, biệt, rời Việt Bắc trở về thủ đô Hà Nội. Tố hữu cũng là một trong số những cán bộ kháng chiến từng sống gắn bó nhiều năm với Việt Bắc, nay từ biệt chiến khu để về xuôi. Bài thơ được viết trong buổi chia tay đầy lưu luyến đó. Tác phẩm được in trong tập thơ cùng tên, sáng tác trong giai đoạn 1946 đến 1954. Ok không ạ? À? Và ở đây chị có cái cách ghi nhớ hoàn cảnh sáng tác cho các bạn rồi nhá Các bạn có thể lưu ý giúp chị, được không ạ? À? các bạn 2 k hai ơi hãy nhớ rằng là cuối tuần này chị hiên có một buổi họp cùng với các bạn ở tây sơn đống đa hà nội đây sẽ là một cái buổi mà các bạn sẽ gọi là được ăn được nói được gói mang về được không ạ à? hãy đến để cùng lắng nghe tim chị hiên chia sẻ và cùng vinh danh những cái bạn học sinh xuất sắc gắn bó với tim chị hiên trong cái năm học vừa qua và để xem là tim chị hiên có những ai và có thực sự đáng yêu không nhá ok không ạ à? rồi các bạn ơi đây ạ à đây là cái phần cách ghi nhớ về hoàn cảnh sáng tác các bạn có thể tham khảo phần này bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần phân tích nhé được không ạ à? phân tích tám câu thơ đầu tiên thì đây là cái phần ý chính thôi còn lại là cái phần phân tích sẽ ở đây ạ à. chúng ta có thể tham khảo cùng với chị như sau trong cuộc sống này có khoảnh khắc nào lưu luyến bằng khoảnh khắc chia xa người bình thường như chúng ta vốn đã rất nhạy cảm khi phải đối mặt với những phút giây như vậy huống hồ là thi nhân Tố hữu là một trong những cán bộ cách mạng có mặt trong cuộc chia ly, sau khoảng thời gian 15 năm vẹn nghĩa nồng tình gắn bó với đồng bào Việt Bắc. Dẫu biết rằng xa tới đâu cũng chỉ cần giữ cho mình những tình cảm trọn vẹn là đủ, nhưng dù cố gắng, người cán bộ ấy lại không thể nào ngăn nổi sự hụt hẫng bâng khuâng. Tác giả đã thật tinh tế khi lựa chọn những câu chữ để đặt vào những vần thơ mở đầu, ấy cũng chính là những vần thơ gửi chọn bao nỗi niềm tâm sự. Mình về mình có nhớ ta 15 năm ấy thiết tha mặn nồng Câu thơ của Tố Hữu phảng phất chất liệu ca dao Chất liệu dân tộc kết hợp với lối xưng hô mình ta đầy ý nhị Tiếng lòng của người ở lại đã được coi ghém Và thể hiện một cách trọn vẹn ở trong hai câu thơ này Câu hỏi tu từ được nhà thơ sử dụng một cách linh hoạt rất phù hợp Để thể hiện nỗi niềm sâu kín của người ở lại Mình về, mình có nhớ ta Câu thơ được thể hiện dưới hình thức là một câu hỏi tu từ, có cấu trúc phần là phần lớn là phần bằng. Thêm vào đó, từ kết thúc được lựa chọn là từ ta, mang âm A. Đây là một âm có sức lan tỏa bởi đó là một âm tiết mở, tạo nên sự ngân vang và dư ba cho câu thơ. Thêm vào đó, từ về xuất hiện ngay sau từ mình cũng được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này, tạo ra một khoảng hụt hẫng trống vắng khó tả. Những tiếng thơ đầu cất lên, hỏi trực tiếp vào cảm xúc của những người cất bước. Hỏi là thế, nhưng thực tế là muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho cán bộ về xuôi. Còn thương nhiều, vấn vương nhiều, nên mới muốn tìm điểm tựa cho trái tim. Câu hỏi khơi dậy kỷ niệm, sợi dây nghĩa tình đồng bào Việt Bắc và cán bộ miền xuôi. Giọng khởi đầu đã là giọng yêu thương chiều mến, vương vấn biết bao nỗi niềm lưu luyến. Để rồi, tố Hữu viết tiếp, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Được không ạ? Các bạn ơi, các bạn có kịp không? Có bị nhanh quá không? À, như chị đã nói thì đây là cái phần mà chúng ta sẽ gọi là tham khảo được không ạ? À? đã là tham khảo thì không phải là cái phần chị giảng kỹ, thế nên là các bạn sẽ hết sức chú ý giúp chị một điều là chúng ta sẽ chú ý nghe được không ạ? À? chúng mình sẽ chú ý nghe nhá, được không nào? chúng ta sẽ chú ý nghe cùng với chị và chúng ta sẽ có có thể chủ động là sẽ xem lại được không? Ok không ạ? À. Chị muốn là sẽ mở thêm một chút nhạc nền cho các bạn Bởi vì là chị muốn là các bạn sẽ tập trung hơn Chị đang nói với các em về 8 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu nhé Ok không nào? Và chúng ta đã xong cái câu thơ đầu tiên rồi ạ à. Đó là câu thơ Mình về mình có nhớ ta Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu thơ tiếp theo nhé 15 năm ấy thiết tha mặn nồng Như thế này Câu hỏi hướng về khoảng thời gian 15 năm 15 năm Vốn chỉ là khoảng thời gian vô tri trong tâm thức của mỗi người Thế nhưng với người đi kẻ ở Đó lại là khoảng thời gian chứa đựng biết bao niềm vui nỗi buồn Biết bao nhiêu gian khổ hy sinh Biết bao nhiêu ân nặng nghĩa tình của đôi bờ miền xuôi miền ngược Khoảng thời gian này không chỉ đơn thuần nhắc tới năm tháng cùng sinh hoạt chiến đấu Mà còn là khoảng thời gian nhắc nhớ về cội nguồn cách mạng Nhà thơ đã rất tinh tế khi chọn cách thêm vào so sau mốc thời gian từ ấy để cá nhân hóa, trữ tình hóa, cảm xúc hóa khoảng thời gian này. Theo tâm lý bình thường, người ở lại vẫn thường rất nhạy cảm với những cuộc chia xa, người đi thường háo hức vì được đến và khám phá những chân trời mới lạ. Chính vì thế, cảm xúc bao trùm trong hai câu thơ này là cảm giác hụt hẫng nhớ mong. Biết bao nhiêu nghĩa tình sâu nặng được gói chọn trong hai từ thiết tha mặn nồng trong ca dao dân ca. Hai tính từ này thường chỉ được dùng khi nói về tình yêu đôi lứa. Thế nhưng ở đây lại được Tô Hữu sử dụng để đưa vào giây phút chia ly giữa đồng bào miền ngược và cán bộ miền xuôi để thể hiện tình cảm ân nghĩa sâu nặng của người Việt Bắc và cán bộ cách mạng. Những tháng năm chiến đấu nơi mảnh đất này, đất và người đã hóa tâm hồn để thành hình thành nét không thể phai mờ trong tâm trí người cách mạng. Cách dùng từ độc đáo thể hiện rõ chất thơ chữ tình chính trị trong thơ Tố Hữu chưa cần người ra đi hồi đáp, người ở lại tiếp tục hỏi người ra đi về nỗi nhớ niềm thương. Mình về mình có nhớ ta, nhìn cây nhớ núi, nhìn mình về mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Vẫn là dạng câu hỏi tu từ. Đây là lời tâm tình của người ở lại hỏi người ra đi. Câu thơ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng gửi đến cán bộ cách mạng với mong mỏi khi về Hà Nội rồi, liệu rằng có còn nhớ đến nơi đây hay không? Nhớ những kỷ niệm, những ân tình trong bao ngày vất vả, giống như cách Tô Hữu cũng đã từng lưu lại biết bao kỷ niệm với đồng bào trong những phần thơ của mình. Lại những ngày đi vắt với xương, ngô bung sôi nhạt nước lưng bương, đêm đêm mưa rình giặc tai thao thức, mùa lại mùa qua, rét nhức xương. Các bạn ơi, đây là cái phần trích trong cuốn sổ tay văn học của chị được không ạ? À? Cái cuốn này thì nó khác so với cái cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Bởi vì 40 bài văn mẫu trọng tâm đó là tuyển tập những cái bài viết của học sinh các lớp online của chị Hiên. Còn lại thì ở trong cái bài mà chị vừa chia sẻ với các bạn đây này là trong cuốn sổ tay văn học của chị. Đây là cái cuốn sách của team học văn chị Hiên. Thế nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp chị nhá. Bạn nào cần mua sách, cần thông tin về sách thì uh, các em hãy nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nha Bởi vì đây là cái bản giới hạn Thế nên các bạn hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để có thông tin về cuốn này các em nhé Trong cái cuốn này thì cực kỳ là cụ thể, chi tiết và tỉ mỉ Chị tin đây là tất cả những cái gì mà các em cần trong cái quá trình mà các bạn học về tác phẩm Ok không ạ? Chúng mình sẽ cùng tiếp tục chúng mình sẽ cùng tiếp tục nha Được không nào? Nỗi niềm được nhắc nhở bộc bạch qua hai từ núi sông từ núi biểu thị cho nỗi nhớ thiên nhiên Việt Bắc, với núi với núi rừng trùng điệp, dòng sông xanh thẳm, thủ đô kháng chiến anh hùng, từ sông gợi nhắc cội nguồn, bởi mảnh đất nơi đây vừa là cội nguồn của cách mạng, thế nhưng đó cũng là cội nguồn của nghĩa tình, đó là nghĩa tình sâu nặng của người miền xuôi với người miền ngược trong những năm tháng hào hùng đã đi qua. Nếu đặt trong tâm thế của chính nhà thơ, rằng ta và mình ở đây là một, người cách mạng đang phân thân để chia tay với một phần đời của mình gắn bó với Việt Bắc, thì đoạn thơ này là một lời tự vấn chính mình, cũng là một lời nhắc nhở không bao giờ được quên đi những tháng năm vất vả gian lao nhưng hào hùng mãnh liệt lý tưởng ấy. Dù theo cách hiểu nào, ý thơ cũng thật hay. Ok chưa nào? Đó là bốn câu thơ đầu. Chúng ta có bốn câu thơ sau là tiếng lòng của người ra đi. Ở trong cái quyển này rất là hay đó là chúng ta có một cái phần phân chia bố cục các em ạ. Các bạn nhìn này. Được không ạ? Bố cục phân tích rất là chi tiết và tỉ mỉ. Ok chưa nào? và sau đó thì chúng ta sẽ có cái phần phân tích khái quát trước đây ạ à. đây là cái phần phân tích khái quát cho các bạn trước ok không thì chị nghĩ rằng là cái phần phân tích khái quát này sẽ giúp cho các bạn nắm ý còn cái phần mà chúng ta có chi tiết ở đằng sau ấy sẽ giúp cho các bạn củng cố thêm về cái phần diễn đạt của mình bởi vì chị biết rằng là cái phần diễn đạt của các em còn kém lắm mặc dù là nhiều bạn thì mặc dù là nhiều bạn thì đã gọi là nắm rất là chắc về kiến thức rồi nhưng mà cái phần diễn đạt rất là kém thế nên là chị muốn là ở trong cái phần này á thì chị muốn là các bạn sẽ rèn luyện thêm cả về cái phần diễn đạt nữa được không ạ à? thì bây giờ là chúng ta sẽ có cái phần phân tích cho bốn câu thơ sau cùng với chị nhá đó là tiếng lòng của người ra đi Ok không ạ? Người ở lại cùng với những khoảng trống và những nỗi trông mong chỉ dám gửi vào vô định Cùng với những câu hỏi bỏ ngỏ Người ra đi chẳng trả lời Thế nhưng lại bộc bạch tấm lòng chiêm đồng vọng của mình Một cách thật tinh tế Tiếng ai tha thiết bên cồn Bâng quăng trong giả bồn chồn bước đi Đại từ phiếm chỉ ai đã vang lên một cách thẳng thốt bồi hồi Ta có cảm giác như người ra đi đang chìm đắm miên man trong dòng cảm xúc Những hoài niệm, những kỷ niệm về Việt Bắc rồi bất ngờ sực tỉnh, chợt nhận ra hiện thực phũ phàng khi vài phút giây khi vài phút giây đây thôi, ta sẽ phải chia xa nhau chưa biết đến bao giờ gặp lại. Trước những vần xoay của cuộc đời, con người ta luôn mang trong mình trạng thái tâm lý phức tạp bất ngờ, vừa náo nước vừa hạnh phúc ngập tràn khi kháng chiến thành công, muốn về với thủ đô thân yêu để đoàn tụ với bè bạn gia đình, về đến đây rồi hà nội ơi người đi kháng chiến 8 năm trời hôm nay về lại đây hà nội giàn rụa vui lên ướt mắt cười đường quen phố cũ đây rồi thủ đô tươi dậy mặt người như hoa vườn hồng ngớt gió mưa qua cờ hoa đỏ nắng mái nhà vàng sao đây là cái đoạn thơ trong lại về quận tác giả tố hữu được không ạ à? Thế nhưng cũng lại chẳng muốn bước đi vì nơi đây, mảnh đất này, những con người kia 15 năm qua đã cùng ta cố gắng, cùng ta chiến đấu, yêu thương và chở che cho ta. Bo tào mường khủa mường tranh, mường la hát lót chân anh đã từng, anh về lại cối vang rừng, chim reo quanh mái gà mừng dưới sân, anh về sáo lại ái ân, đêm trăng hò hẹn trong ngần tiếng ca trước những câu hỏi của người ở lại, người ra đi không trực tiếp trả lời nhưng lại tự tự khẳng định lòng mình với mối thâm tình với mảnh đất con người Việt Bắc, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Tác giả đã rất tinh tế khi sử dụng hai tính từ bâng khuâng và bồn chồn để diễn tả cảm xúc của người ra đi. Đó là tính từ trạng thái chỉ sự lưng chừng chơi vơi trong lòng vừa vui vừa buồn, vừa hào hứng vừa phấp phỏng những tiếc nuối âu lo. Thêm vào đó còn có cấu trúc thơ kết hợp với biện pháp đảo ngữ giúp cho nhà thơ thể hiện nhấn mạnh và trạng thái cảm xúc trong trạng thái cảm xúc của người trong khoảnh khắc chia xa này. Trong giây phút luyến lưu, người ra đi đang mang tâm thế của nửa muốn đi, nửa ở lại chẳng muốn rời, nửa không muốn xa, nửa lại đành phải xa. Nhiệm vụ cách mạng nay đã hoàn thành, bây giờ là lúc chúng tôi phải lên đường trở về để tiếp tục chặng đường dài với bao nhiệm vụ mới đang chờ đợi người cách mạng trong những năm tháng ấy vui và tự hào biết mấy khi trở về hà nội thủ đô của sao vàng nắng ba đình với tình yêu thương của nhân dân cả nước họ vui vì sắp được gặp lại những người thân yêu và tự hào vì đã cùng nhau bước qua những khó khăn để tiến vào hành trình mới của đất nước thế nhưng những tiếc nuối của họ cũng là điều dễ hiểu. Sau 3 năm tháng sống sinh hoạt chiến đấu bên đồng bào Việt Bắc, khoảnh khắc chia xa đã tới. Từ ngày mai, mỗi buổi sớm thức dậy, cảnh vật sẽ không còn là tán rừng đơn sơ, sẽ không còn nghe thấy những âm thanh quen thuộc của tiếng sắc, của tiếng thác xa, tiếng chim rừng. Họ hiểu rõ bản thân không thể trì hoãn điều này, dù trong lòng không mong muốn. Tổ hữu đã tái hiện qua hai câu thơ tiếp theo về khung cảnh chia ly đầy lưu luyến giữa người miền xuôi và người miền ngược. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Hình ảnh hoán sụ áo chàm gợi cho người đọc biết bao liên tưởng và suy ngẫm. Đó là hình ảnh biểu trưng cho người dân Việt Bắc. Màu áo chàm của những con người bền bỉ, màu áo chàm là màu của tình nghĩa vẹn nguyên, màu áo tràm đơn sơ mộc mạc ân tình giản dị, lẫn với rừng xanh. Lẫn với rừng xanh, màu chàm cũng chính là sắc màu cho sự cam kết của thứ tình cảm bền bỉ giữa quân và dân gắn bó trong những tháng năm ấy. Nhà thơ Tô Hữu đã từng tâm sự khi nói về bài thơ Việt Bắc của mình như thế này. Hay ở cảm giác tha thiết bâng khuâng bồn chồn mà lòng ai cũng có, ba trạng thái tâm trạng bâng khuâng hụt thẫn, niềm vui rời bỏ, bồn chồn không yên dạ. Khổ thơ vẽ lên cảnh chia ly ra giết như phải dứt đi khối tình đau đáu. Nhưng áo chàm có phải là hình ảnh hoán dụ để nói đến đồng bào Việt Bắc? Hiểu như thế quá đơn giản và lệ thuộc. Đó không phải là cách để hiểu thơ ca. Tuy đồng bào Việt Bắc mặc áo chàm nhiều và có thể mặc khi đưa tiễn các cán khi khi đưa tiễn cán bộ, nhưng áo chàm ở đây mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Màu chàm nâu trong tâm thức người Việt là màu đơn sơ chân thực, không kiểu cách lòe loẹt, nó biểu hiện cho sự chân thành giản dị. Hơn nữa, ở đây cả chủ thể và khách thể đều hòa chung làm một, thế nên áo chàm là biểu tượng cho tức lòng thủy chung của mọi người đó là một trong những chi tiết nổi bật thể hiện cho hình ảnh những con người ở lại đồng bào việt bắc giờ chia ly không muốn cũng đã tới trong khoảnh khắc ấy dường như tất cả mọi người dường như tất cả mọi người đều ngưng lại và chẳng có thứ ngôn từ nào có thể diễn tả được hết mọi cảm xúc bây giờ mọi điều đều trở nên vô nghĩa chỉ có cái nắm tay là đang xóa nhòa tất cả cầm tay nhau biết nói gì hôm nay Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tình nghĩa mặn nồng son sắt bây giờ được trao cho nhau qua hơi ấm đôi tay. Người đi kẻ ở chẳng thể nói gì, chỉ có sự nghẹn ngào và hụt thẫn đang chiếm lĩnh không gian. Quả thực, trong khoảnh khắc tất cả mọi thứ lùi xa chỉ còn tình nghĩa ở lại, cái nắm tay là hình ảnh vô giá cho sức mạnh to lớn gìn giữ trọn vẹn những phút giây. Sau đó thì ở đây chị có đưa ra một cái phần liên hệ về những cái phần thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ ở đây ạ. Bài thơ hơi ấm bàn tay và đây ạ à, ở cái phần này chị cũng đưa ra một cái phần liên hệ mở rộng về uh, trong bài thơ tiếng hát con tàu của nhà thơ chế lan viên được không nào các bạn ơi thì đó là một cái phần phân tích mà chị phải nói với các bạn rằng là cực kỳ là chi tiết và tỉ mỉ về tám câu thơ đầu trong bài thơ việt bắc của nhà thơ tố hữu có thể là sẽ hơi nhanh so với cái phần mà các bạn đang theo dõi. Thế nhưng mà chị nghĩ là các em dành ra thời gian nghe khoảng 10 đến 15 lần là các bạn đã có thể nhớ hết được rồi. Được không ạ? À? Các bạn ơi, ở trên lớp thì các em đang học đến tác phẩm nào rồi? Ở trên lớp thì các em đang học à các em đang học đến tác phẩm gì rồi? Ở trên lớp thì các bạn đang học đến tác phẩm gì rồi nhỉ? Các em đang học đến tác phẩm gì ở trên lớp rồi? hello xin chào các bạn rồi bây giờ thì có khá là nhiều bạn mới đang vào có vẻ như là các bạn ấy đang đi học và chưa về đúng không các em ơi ở trên lớp thì các bạn à người lái đò sông đà của nhà văn nguyễn tuân đúng không ừ người lái đò sông đà của nhà văn nguyễn tuân À đất nước rồi đúng không? Trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Ok, vậy là các bạn đã học qua Việt Bắc rồi đúng không? Ừ Vậy thì có thể buổi tới chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về một cái phần tham khảo nữa về trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nhá. Ok không? À Tây Tiến à. Ok, có vẻ là bây giờ là các bạn đang học đúng rồi. Kỳ 1 là chúng ta đang học về thơ đúng không? Ok, rồi. Tây Tiến ạ. À? Thế nào, hành trình học lớp 12 đến thời điểm hiện tại có cảm thấy là mình đang có rất là nhiều cái năng lượng để tiếp tục học hành không? Hay là bắt đầu cảm thấy hơi hơi nản xíu xíu rồi? Hả? Chị thấy là các em mới chỉ chạy đà thôi mà đúng không? Và những cái bước chạy đà này là những cái bước cực kỳ cực kỳ là quan trọng luôn đấy, thực sự là như vậy. Những cái bước chạy đà này là những cái bước cực kỳ quan trọng. À, mai em học Việt Bắc à? Vậy thì cái bài hôm nay sẽ cực kỳ hữu ích với em đấy. À, mới học đến Việt Bắc thôi ạ. À? Ok rồi nhưng chị đọc tây tiến đi ạ à? cần tây tiến thế à? em ơi hằng ơi em có thể xem lại cái phần livestream phía trước nhá tại vì cái bài gần nhất là hình như chị có chia sẻ một cái bài về bài thơ tây tiến của nhà thơ quang dũng thì phải ok không nào rồi à sao mọi người học nhanh thế à, à. ok các bạn ơi chị nhắc lại một lần nữa ạ đây là cái bài được chia sẻ từ cái cuốn sổ tay văn học của chị hiên được không ạ à? và đây là cái và đây là cái bộ sách mà in đậm bản sắc của học văn chị Hiên nhất Được không? Thế nên là chị rất là hy vọng là nếu như mà được Thì các bạn có thể dinh ngay cái bộ sách này về Để cho cái quá trình học của mình có chị Hiên ở bên cạnh đồng hành cùng với chúng ta Và cái quá trình học sẽ trở nên dễ dàng hơn Được không nào? Nhá À nản hơi xíu xíu nhiều bài quá trời cơ à Đúng rồi Năm nay lớp 12 bao giờ cũng sẽ áp lực hơn năm cuối cấp mà. Các bạn sẽ phải hoàn thành rất là nhiều một cái khối lượng bài vở cực kỳ lớn đúng không? Nhưng mà chị tin là với cái sức mạnh của các em ấy thì chị tin chắc chắn luôn là kiểu gì thì kiểu các em cũng sẽ vượt qua một cách gọi là đầy ngoạn mục thì nên cố gắng lên. Dù chị biết là uh, trong cuộc sống thì bao giờ cũng vậy, chúng ta luôn luôn phải đối mặt với những cái khó khăn và thử thách. Thế nhưng nếu như mà chúng ta trùn bước và chúng ta bỏ cuộc thì đó lại là cái điều quá bình thường rồi, phải không ạ? Nên chị nghĩ rằng là các bạn cần phải trở thành những người khác biệt bằng cách chúng ta sẵn sàng vượt qua những cái khó khăn chúng ta đang gặp phải nhá. Bộ sách này của chị thì hiện tại đang bao gồm 4 tập các em nhá. Tập 1 là 5 tác phẩm thơ và tập 2, tập 3, tập 4 là ba cái tập về 11 tác phẩm văn xuôi các em nhá. Vậy là tổng chúng ta sẽ có 16 tác phẩm được tìm hiểu qua cái bộ số tay văn học này. Nếu như mà để có được cái thông tin kỹ lưỡng hơn ấy thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên giúp chị nhá có một cái điều nữa mà chị muốn lưu ý với các bạn đó chính là chúng ta có một cái group mới được thành lập đó là cái group học sinh sách văn chị hiên đây là một cái group mà chúng ta sẽ cùng viết và cùng trải nghiệm có nghĩa là chúng ta sẽ cùng trao đổi với các cái tài liệu của học văn chị hiên được không ạ dành cho các bạn đã mua sách cần được hỗ trợ và đương nhiên rồi chúng ta phải tích cực, chúng ta tích cực thì chúng ta mới có cái slot ở trong cái group đó. Ok không ạ? À? Và nếu như các bạn là những cái người yêu văn và các bạn mong muốn được chia sẻ thì đây chắc chắn sẽ là là một cái group rất là cần thiết cho các bạn. Đấy, thế nên nếu như mà muốn trở thành một thành một cái mảnh ghép nhỏ của học văn Trị Hiên và để học văn Trị Hiên có vinh dự được đồng hành cùng với các bạn thì hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin Fanpage học văn Trị Hiên nha. Ngày hôm nay Hà Nội mưa cả một ngày dài và chị tin rằng là ở miền Trung bây giờ các bạn cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì lũ trồng lũ bão trồng bão. Chị mong rằng là mà không, chị tin. Chị tin chắc chắn rằng là sau những ngày mưa thì sẽ là những ngày nắng. Kể cả bản thân các bạn có đang có những cái mà uh, nó bí bách hay là có những cái nỗi buồn mà các bạn chưa nói được với ai thì chị cũng tin là ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời nếu như các bạn tin tưởng vào điều đó hãy cố gắng lên nhá hãy trở thành một chiến binh dũng cảm và uh, hãy trở thành một chiến binh dũng cảm và để chị hiên học văn chị hiên có được cái cơ hội đồng hành cùng với các bạn sớm thôi chúng mình sẽ gặp lại nhau ở trong một cái phần livestream tiếp theo còn bây giờ thì uh, chị xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái buổi livestream gần nhất cùng với Học Văn Trị Hiên nha. Được không nào? Ok các bạn ơi, những bạn nào mà đã có sách rồi ấy thì các em có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Trị Hiên để chúng mình tham gia vào cái group đó để trao đổi với nhau nhiều hơn nhá. Ok không nào? Rồi, bất cứ băn khoăn gì, đừng lo lắng bởi vì các anh chị admin luôn luôn trực 24/7. Ok không ạ? Chỉ cần các em sẵn sàng thôi, còn uh, uh, anh chị admin sẽ đồng hành cùng với các bạn 24/7 luôn. Mình cũng mua rồi nè Có rất là nhiều bạn đã sở hữu sách của Học Văn Trị Hiên đúng không? Rất là cảm ơn các em Bởi vì tình cảm của các em dành cho những cái cuốn sách Được không nào? Nhá, vậy nhá Rồi, chúc các bạn sẽ có một buổi tối Thật là ấm áp này Và vui vẻ bên gia đình Và những người thân yêu nha Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các em Tạm biệt